Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888880834 Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với cà phê sáng và thời sự thế giới. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn Little Saigon TV theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị nếu nghe được âm thanh hình ảnh tốt thì ok. Nhưng mà nếu vì trục trặc kỹ thuật xin liên lạc ngay lên trên Facebook, Youtube. Chúng tôi mỗi ngày phát hình đi rất nhiều các nơi Houston ở quận Cam đó là những cái chương trình TV địa phương nhưng mà đồng thời cũng live stream trên YouTube, Facebook vân vân và vì thế về phía kỹ thuật nó có rất nhiều các khó khăn đôi khi quý vị không nghe hoặc là thậm chí sau khi nghe được rồi thì trở lại có những người vì không theo dõi được live cho nên quay trở lại thì thấy âm thanh bị thế này thế kia vân vân. À, cảm ơn quý vị rất nhiều đã đóng góp ý kiến và giúp cho chúng tôi hoàn thiện những cái vấn đề kỹ thuật nhiều hơn nữa. À, vào sáng ngày hôm nay, à, chúng tôi có một bản tin rất là vui à, liên quan đến sức khỏe của con người. Vui ở điểm đó, nó quá đơn giản mà đôi khi chúng ta không để ý tới. Chúng ta nói rất nhiều về bệnh đáng trí, về cái trường hợp mà khi mà phần lớn nó có sau 60 tuổi trở đi đó là cái tình trạng nó có thể dẫn đến À, quên cái này quên cái kia Rất nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta Trong đó kể cả gia đình của chúng tôi nữa Có những người trường hợp bị đảng trí tội nghiệp lắm Mà đảng trí đó Ngọc lan có trường hợp đó Bà cô đó cả chục năm nay rồi à, Vẫn khỏe nhưng mà khổ nỗi Phải có người chăm sóc 24 trên 24 đó, Bởi vì bà cụ có những cái hành vi mà không để ý tới Bởi vì đảng trí mà Nhưng mà ngày hôm nay các nhà khoa học họ nghiên cứu Trên 5.000 người có những giới hạn trong cuộc nghiên cứu này và qua cuộc khảo sát phần lớn là dành cho những người trên 60, 60 tuổi trở đi. Bởi vì đó là lý do họ muốn tìm hiểu xem vấn đề mất trí nhớ, đảng trí có cái phương cách nào có thể làm giảm. Cái điều đó các nhà khoa học cả mấy chục năm nay họ theo dõi nghiên cứu làm giảm. Đồng thời những gì kích thích vào cơ thể của chúng ta để tăng cái trí nhớ Tăng cái nhận thức, cái nhận thức rất quan trọng. Bởi vì à, chúng ta, thí dụ đi trên đường, để ý những cái gì chung quanh à, lời nói của chúng ta hoặc là hành động của chúng ta, đó là vấn đề nhận thức. Thì multivitamin ngọc lan, thuốc bổ tổng hợp. Tại sao nó dễ dàng như thế, một ngày một viên thôi. Họ thẩm vấn khảo sát 5.000 người mà nhiều nhóm lắm. À, một nhóm á, thì không uống nhiều uống giả gọi à, là thuốc giả đó. Còn một nhóm thì thực sự uống các loại vitamin mà điểm đáng chú ý multivitamin vitamin này là nếu mà quý vị để ý trên nhãn hiệu đó họ nói tổng hợp 21 22 hoặc là hơn các uh, chất bổ vitamin C, vitamin A, vitamin E, B1, B2, B12, B11 đủ hết 21 loại thì họ nói rằng những người thường xuyên uống các loại vitamin tổng hợp này với 21 cái thuốc bổ ở trong một viên đó, mỗi ngày đó cái khả năng về trí nhớ của họ và nhận thức của họ tốt hơn nhiều họ giữ được và cái tình trạng đáng trí của họ giảm thiểu hơn nhiều so với cái nhóm mà không sử dụng vitamin hồi à, nãy chúng tôi có nói cái chuyện cái giới hạn của cái um, nghiên cứu này đó là vì 5.000 người này phần lớn là những người trên 60 60 và trên da trắng cho nên không biết được à, không chưa có cuộc nghiên cứu liên quan tới người châu Á người châu Mỹ Latin người gốc Phi châu thì họ nói rằng đó là những cái giới hạn nhưng mà ít nhất đó cũng là con người thì chỉ có khác là chủng tộc thế thôi thì họ tiếp tục các cuộc nghiên cứu trong tương lai và thí dụ như là UCI ngày hôm qua Ngọc Lan giới thiệu đó bắt đầu họ phải thực hiện những cái cuộc nghiên cứu trong cộng đồng người Việt Nam hoặc là cộng đồng người châu Á, người Việt Nam, người Hoa, người Đại Hàn, người Nhật vân vân. Bởi vì có thể là chúng ta có cùng một cái DNA nào đó trong số các DNA của người châu Á. Và vì vậy 5.000 người này được nghiên cứu và họ nói rằng để cho thấy rằng cái cái số ở trường hợp khảo sát này nó lớn chứ không phải là nhỏ và không những một mà họ làm nhiều cuộc nghiên cứu khác nhau và vì thế um, họ nói những người mà thường xuyên uống multivitamin trả lời đó thực hiện những cái bài kiểm tra thì thấy tốt và họ những người này họ nói thật sự tôi vẫn còn nhớ những cái chuyện mà hồi hồi trẻ hoặc là hồi nhỏ hoặc là những cái công việc vào một, một vài tuần lễ trước đây đó là những cái câu hỏi khảo sát để tìm hiểu xem cái câu chuyện những cái gì mà gây ấn tượng cho họ trong một thời gian vừa qua đó họ còn nhớ hay không và ngoài ra các cuộc khảo sát còn định xem là cái sự nhận thức của họ đối với cái hoàn cảnh chung quanh với gia đình với bạn bè với người thân xã hội kể cả cái khả năng phân tích tình hình thí dụ như thế để mà họ xem thí dụ như họ nghe đến một cái câu chuyện chính trị đó thì họ biết được ô oh, thí dụ như là về ông trump về ông biden đó là những cái trường hợp thí dụ điển hình để cho thấy được cái khả năng nhận thức của chúng ta chung quanh chuyện mình multivitamin okay. và qua câu chuyện này thì ngọc đang nghĩ sao có tính bắt đầu ngày mai một chắc vậy quá. ngọc không? lan thấy là mình có nhiều cái dấu hiệu quên <cười> <cười> nhưng mà chưa bao giờ uống một cái viên thuốc gì cho đến bây giờ uống Ô, quên mà. Cái ngọc những lan cái cũng còn ngổ. trẻ quá cho nên Đồ. có thể là chưa cần ngọc lan nghĩ nhiều người người ta đã đã nói là mình nên uống những cái vitamin đó nhưng mà yeah, rất là lừa mình, chắc mình là lừa à, lừa sau đó. cái bản tin của anh thụy ngọc lan sẽ đi vô Costco mua vài chai <laughs> một một chai thôi họ nói là một chai 90 viên quý vị có thể yeah, như kệ <laughs> yeah, một ực một cái thôi là đủ cho một ngày daily một chai 90 viên uống 3 tháng mà xem ra tôi thấy cái chai đắp lắc chừng hai chục ba chục rồi đó à, motivi... đó các loại multivitamin và quý vị để ý đọc cái um, trong cái phần ghi chú đó nó phải trên 21 quý vị nha 21 các loại uh, thuốc bổ dinh dưỡng trong đó thì mới đúng À, mặc dù là đi mua thuốc mình phải bỏ tiền ra mình mua mình mua trực tiếp hay là mua, mình mua qua mạng cái đó là mình mua mình sẽ biết người ta đã gửi đến nhà cho mình nhưng mà bây giờ đó cảnh sát đang à, báo động một cái chuyện nữa à, nếu quý vị hay là anh thủy nhớ hồi năm 2020 đó cái ngọc lan nhớ lúc đó vừa mới dịch xong ừ. cái có rất là nhiều người tự nhiên cái họ nhận được những cái gói gửi về nhà là những cái hạt giống rồi đủ thứ hết gửi rất là nhiều mà họ không có hề order ở đâu tự nhiên gửi về tôi lúc đó lên được. tin tức và tôi cũng nhận được không biết làm gì với cái đó hết à, bây giờ đó thì cái tình trạng nó đã đang quay trở lại ừ. nhưng mà không phải là gửi những cái hạt giống đó mà trong những ngày qua đó nhiều người nhất là ở vùng orange county này rồi nhiều nơi khác nữa người ta đưa lên nói rằng là ô tự dưng cái tôi nhận được những cái gói mà gửi về những cái vòng đeo cổ hay là những yeah. chiếc nhẫn nhẫn rồi hay là những cái chiếc vòng đeo tay nhưng mà tất cả nó nó giống như một những cái đồ trang sức rẻ tiền thôi nhưng mà cứ gửi về như vậy mặc dù là họ không hề order không hề mua hàng ở đâu hết nhưng mà có những cái tin nhắn ví dụ như gửi vào trong cell phone của họ đó để báo rằng là uh, bên uh, uh, FedEx hay là UBS đang gửi cái gói hàng này giống như để cho mình uh, mua hàng mà tracking gì đó thấy là uh, lúc nào đang gửi tới đang đến đâu rõ ràng như vậy nhưng mà khi họ vào trong uh, cái, những cái account của họ coi á, thì không có thấy cái nào Đúng rồi. bị tính tiền hết ừ. hoàn toàn không có ừ. như vậy thì người ta nói đây là cái hiện tượng gì tại sao có chuyện như vậy uh, thì phía bên mà cái uh, những cái bên mà bảo vệ người tiêu dùng đó người ta cũng có đề nghị những cái cách để cho quý vị biết như thế nào thì xin ừ. mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam và Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. nếu mới đây quý vị nhận được những cái gói thư hoài nghi màu vàng đó gửi tới mình mà mình không có order mà khi mở ra toàn đồ cái đồ bậy bạ không? Chúng tôi nhận được làm biết gì không? Những cái cái cái, cái gói nhỏ nhỏ mình tháo ra thì nó thành một cái miếng alcohol mình chùi đó, à, mình chùi, chùi nghe kính nghe. cái chùi, ừ. mà nhận ra thì để tên địa chỉ nhà mình, Đúng rồi. kể cả người gửi luôn nữa. Ừ nhưng mà rồi không mình mình thấy ba cái đồ bậy của bà có thì mình vứt đi chắc lại thì không có thấy tốn tiền không có bị gì hết cái những cái vấn đề này như thế nào? Dạ yeah, thì đó là trong thời gian qua người ta nhận được nhiều như vậy ừ. thì khi mà họ đưa lên họ hỏi họ nói ô bây giờ tôi nhận như thế này thế nào rồi có người á, thì cảm giác giống như là có cái từ Amazon gửi thì họ liên lạc với Amazon thì họ nói là Ồ không thấy thôi cứ giữ đó luôn đi vì bây giờ ừ. ở bên cái uh, ủy ban mà bảo vệ người tiêu dùng đó yeah. họ nói uh, cái thứ nhất là khi mà quý vị nhận như vậy đó thì quý vị cứ việc giữ đó rồi quý vị vứt bỏ đó là tùy nhưng quý vị phải check lại toàn bộ account của mình đây là một hình thức đầu tiên mà những kẻ lừa đảo đó bắt đầu nó làm gì nó coi coi có phải cái tên này đúng địa chỉ này hay không rồi xong rồi cùng với cái số phone tại vì như ngọc lan nói là họ sẽ sẽ nhưng nhiều người mình mua hàng đó mình sẽ thấy cái mình để cái số phone lên thì ở ờ, cái gói hàng đó là bao giờ tới hay là ngày hôm nay nó đang đi tới đâu rồi còn mấy trạm dừng nữa là đến nhà mình họ làm cái đó rất là kỹ thì nó giống như là nó để chuẩn bị nó lấy tên, địa chỉ Đúng. nè, số điện thoại nè để tiếp tục sau đó nó làm những cái chuyện khác lừa đảo khác yeah. cho nên á là khi mà gặp những cái trường hợp như vậy thì quý vị phải vào chat hết hoặc là đổi những cái 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 ừ. mật khẩu ở trong những cái tài khoản của mình hoặc là mình làm như thế nào mà mình cảm thấy rằng là những cái đó nó an toàn nhất cho mình chứ không còn cách nào khác bây giờ là những cái kẻ đó nó rất là gian manh. Rồi cái thứ hai nữa là quý vị báo lên cho ở trên cái website á, trên ừ. internet nó có những cái trang mà để cho người ta Attention. báo về những cái trường hợp mà bị mình nghi ngờ là có những cái trường hợp gian lận lừa đảo đó thì mình lên mình Ghi lên trên đó cho người ta biết để khi mà người ta điều tra người ta có những cái cơ sở. Consumer ừ. protection trong trường hợp này à, những người chuyên gia họ khuyên chớ nên tìm cách liên lạc với cái người gửi. Ừ. Như Ngọc Lan vừa nói đó. Yeah. Khi chúng ta gọi điện thoại chúng ta thắc mắc Và nhiều người Đúng họ thắc này. mắc họ gọi à, tôi đâu có này thường là như thế. Bọn chúng gửi thư rơi gửi đi, người như khi gửi đi đại đi, bọn chúng có một cái danh sách mua được từ những cái tên tin tặc lấy được à, thậm chí email địa chỉ chính thức và tên của quý vị nữa sau đó bọn chúng gửi đi và trên đó chúng để rõ ràng luôn địa chỉ điện thoại để chúng ta liên lạc lại mà khi liên lạc lại đó thì chúng như Độc lan vừa trình bày ô oh, cái người này là có thật đây là một cái consumer và ừ. họ nhờ cái số điện thoại của chúng ta họ giữ đó có phần đó thì cái cơ quan bảo vệ người tiêu thụ này nói đó là bọn chúng chỉ ăn cắp cái dữ liệu về tên và địa chỉ của mình để sử dụng vào trong những trường hợp, Thí dụ như làm feedback, tức là sử à, dụng cái đó để khen ngợi một cái món hàng nào đó, tức là khi mình viết vào nói là tôi là Ngọc Lan, tôi là Thủy, khi mà họ hỏi tới đấy, đấy là địa chỉ của tôi, tôi là người thật, nhưng mà bọn chúng ăn cắp. Yeah, bây giờ cái, cái thông, dạng dạng thông tin đó, ví dụ như mới ngày hôm qua thôi, lúc còn đang ngồi và sau cà phê sáng, sau tự nhiên nhận được một cái tin nhắn gửi vô trong phone mình là Ê, à, bạn đã nhận được, cô đã nhận được cái hàng order đó chưa? Ghi tên một cái món hàng, cái nhìn của cái số điện thoại này ừ. Ủa mình đâu có order gì đâu Nhưng yeah. mà bị mình là người làm tin tức Cho nên là tất cả những cái đó là Ngọc Lan không có đếm xỉa đến nữa Hay là khi mà tự nhiên thấy một cái số phone lạ gọi tới đó Thì thường cũng yeah. không bắt Hoặc là thành ra bây giờ quý vị muốn gọi điện cho ai á hoặc là quý vị gọi xong rồi để lại tin nhắn hoặc là quý vị phải nhắn tin trước cho người ta, ờ, tôi đây bla 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 sẽ người này giới thiệu sẽ gọi đến vân vân thì người ta còn bắt máy chứ nhiều khi những cái phone lạ khỏi nghe luôn nó rất là phiền. Trên email trong thời gian qua quý vị cũng sẽ nhận được rất nhiều các email từ những công ty nổi tiếng Amazon, Home Depot, T-Mobile, Bo, um, TJ Max, vân vân, Fifth họ gửi tới nhưng mà quý vị để ý rất là cẩn thận bởi vì cái gốc không phải là từ các công ty này họ lẽ đương nhiên là có những cái trường hợp họ gửi quý vị những cái thông tin quảng cáo có thí dụ timobo hoặc là home depot có nhưng mà với điều kiện là quý vị đã từng cho phép họ làm nhưng mà đằng này quý vị để ý đó cái gốc của cái email đó, nó là một cái chuỗi rất là lạ và vì thế quý vị delete đừng có trả lời đừng có bấm đừng có bấm vào những cái email này delete ngay lập tức thì đó là trường hợp bảo vệ à, tốt nhất. À, vẫn tin liên quan tới y tế ngày hôm nay một nhóm khoa học gia nói là một nhóm thực sự đó nó lên tới cả 1.500 khoa học gia của viện nghiên cứu Francis Crick ở Anh Quốc và họ quảng bá họ là một trung tâm nghiên cứu lớn nhất của châu Âu. Cho nên các vị bác sĩ À, những cái nhà nghiên cứu và khoa học gia mà nghe tới nghe nói tới Francis Crick á, là nể vì vô cùng. Bởi vì sao? 1.500 khoa ít nhất 1.500 khoa học gia này mỗi ngày họ nghiên cứu đủ những cái vấn đề về khoa học nhằm mục tiêu giúp cho đời sống của chúng ta tốt hơn. Và mới đây họ thông báo phần nào họ tìm được những nguyên nhân cơ bản dẫn đến ung thư tuyến tụy ung thư tuyến tụy đã gây tử vong rất nhiều người trong cộng đồng người việt nam chúng ta người mỹ người nói chung là nó không phân biệt và quý vị chắc chắn cũng đã nghe pancreatic ung thư tuyến tụy đó Vậy bởi vì họ nói rằng nó độc và nó nguy hiểm khi mà khám phá rất là khó khám phá nhưng mà khi khám phá rồi đó thì bệnh nhân chỉ trong vòng sáu tháng họ nói rằng nhiều nhất có những trường hợp 100 người thì chỉ có 8 người là sống đến 5 năm mà thôi. Cho nên họ nói đó là một trong những ung thư độc hại lắm. Và quý vị nhìn thấy hình ảnh đó, khi mà nó, là, nó khi mà khám phá rồi, nó lan lên gan, rồi ruột gan phèo phổ nó lan hết. Cho nên nó bắt đầu từ một khối nhỏ. Các nhà nghiên cứu này rất hay, họ tìm thấy được một cái loại chất đạm protein, họ đặt tên là CD9. Thì họ thể để ý đó, trong ung thư tuyến tụy đó mỗi cái khu nào mà tự nhiên cái CD9 cái protein này nó bao bọc những cái tế bào đó càng nhiều bao nhiêu đó thì cái nguy cơ ung thư càng nhiều bấy nhiêu đặc biệt là ung thư tuyến tụy cho nên họ đặt cái tên CD9 cho cái protein này và từ đó họ nói họ nghiên cứu như thế này và họ đang tiến trình nghiên cứu đó họ nói hy vọng lắm sẽ khám phá và một bước đột phá để làm giảm cái nguy cơ tuyến tụy nếu trong trường hợp khám phá. Còn ngoài ra đó là có những cái bước để mà ngăn ngừa. Thì đó cũng là cái nghiên cứu liên quan tới ung thư, tất cả các loại ung thư từ cái protein mà ra. Riêng với ung thư tuyến tụy đó là cái protein này là CD9. Thì họ nói rằng có những cái chất chúng ta ăn vào. Thì họ đang, đây là họ nghe nghiên cứu, họ tìm hiểu xem những cái gì chúng ta ăn vào. À, chúng ta tiêu thụ đó nó sẽ tác động lên cái protein này như thế nào và chúng di chuyển ra sao bởi vì mỗi một cơ thể con người hoàn toàn khác có người thì tích tụ nhiều protein CD9 có người thì không có cho nên cái nguy cơ về ung thư tuyến tụy nó lại không có nhưng mà bắt đầu từ 40 50 trở lên và trường hợp này cũng gây phía Hoa Kỳ phối hợp với châu Âu đang theo dõi lắm họ nói như chúng tôi đã thưa đó trong trường hợp vừa à, thời gian vừa qua số người trẻ bị ung thư càng ngày càng nhiều thì họ đang nghiên cứu à, những người trẻ này à, à, sử dụng gì hoặc là có những cái tác động về môi trường đối với họ như thế nào mà tại sao nó tăng đột biến tăng cao nhất trong vòng hai thập niên qua và đó là một cái nghiên cứu để cho thấy rằng à, mỗi một ngày khoa học đặc biệt là phối hợp với thông minh trí tuệ nhân tạo AI sẽ giúp cho các nhà khoa học này khám phá ra nhiều cái điều hay giúp làm giảm các loại ung thư trong tương lai. Chúng tôi tiếp tục với cả phần cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714985999 và 714657766. Happy 2Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Cà phê sáng trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cuộc đời này có những câu chuyện dở khóc dở cười, à, nhất là trên những cái phương tiện giao thông công cộng, chẳng hạn như máy bay. À, trường hợp này một à, bom bom đã nổ trên máy bay, bom nổ luôn mà có ai chết không? Bom nổ này không có chết nhưng mà làm cho người ta bị <laughs> nó rất là hôi, <laughs> nó rất là thúi. Đó là <laughs> à, cái um trên một cái chuyến máy bay à, nó là vào ngày 14 tây tháng giêng vừa rồi đó à, từ ở uh, bên uh, Phoenix ở Arizona để bay qua bên Austin ở Texas thì đến bây giờ là chuyến bay là của uh, American Airlines nhưng mà bây giờ đó thì American Airlines họ không có họ không có đưa ra một cái lời bình luận gì về cái chuyện này hết nhưng mà những người mà có mặt trong chuyến bay họ viết ở trên các cái mạng xã hội á wow. cho nên đó là, là bên tờ Daily Mail họ tổng hợp lại họ liên lạc và họ ra được cái câu chuyện tức là trên cái chuyến bay đó thì khi mà, mà lên chuẩn bị uh, khởi hành rồi đó tự nhiên là bắt đầu những người có những người khách bắt đầu người ta nghe được những cái mùi uh, của người nào đó là đánh trống Khó chịu, tiếng Bắc gọi khó chịu gọi vậy đi. Lắm nha. Yeah. Mà rất là hơi xong rồi uh, đầu tiên nghe những cái tiếng ở phía trên nói rằng uh, giống như là họ họ cảm giác cái mùi đông quá thì có đó, người đó à. cái thì thì nghe tiếng một ông nói rằng là uh, ô chịu không nổi hả? Uh, người nào cũng uh, phải cái này là điều tự nhiên giống như là cái cái tiếng người đó rất là nói một cách rất là thô lỗ nữa Tức là thủ yeah. phạm thủ phạm đó. nói thủ với phạm. những người chung nói quanh nói với những người chung quanh mà một cách rất là thô lỗ thì những người khác giống như có người thì người ta chỉ lắc đầu thôi ừ. rồi có người thì người ta hơi uh, khó chịu nhưng mà sau đó thì cởi lại có nghe những cái tiếng giống như hôm bắt đầu như là hơi hơi to tiếng một chút nói rằng là uh, ông không nên là như vậy như vậy vân vân thì lúc đó những người tiếp viên đó là ok đề nghị ổn định và chuyến bay sẽ cất cánh nhưng mà khi mà chuyến bay cất cánh được mới một chút thôi thì nghe tiếng ở trên uh, những người mà phiên đoàn nói rằng là ok chúng ta sẽ phải quay trở lại oh, oh. quay trở lại phi trường vì uh, một vài uh, giống như là trục chặt thì khi mà máy bay dừng lại thì okay. những người mà ở trên chuyến bay đó người ta thấy những người tiếp viên đi đến ngay chỗ của một người đàn ông Thủ và vào. nói rằng là uh, xin mời ông ra khỏi máy bay thì lúc đó cái ông đó đó ông nói rằng là chuyện gì thì cái người tiếp viên chỉ nói rằng là à, chúng tôi sẽ nói điều này khi ông ra khỏi máy bay chứ là họ không có nói ở đó luôn đó thì sau khi mà mời ông đó ra rồi thì chuyến bay khoảng chừng 30 phút sau thì cất cánh trở lại nhưng mà những người trên đó thì họ nói là trời ơi, họ giống như là thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ không có thể nào họ chịu đựng được cái mùi nói là vừa không phải là chỉ là cái mùi ông này thảy ra từ bên dưới mà ngay cái lúc ông nói chuyện đó thì cái miệng cũng rất là hôi Uh, có người thì nói rằng là ô oh, có những ngày quý vị à giờ uh, nói là có những ngày ông này còn nói là có những ngày quý vị ăn những cái đồ ăn nó nặng mùi thì cái đó thảy ra là như vậy có nghĩa là ông ông ta nói mà không có cần uh, ngựa ngùng và giống như ông ông ta thích thức những cái người khách ở trên máy bay vì những cái cái điều mà ông ta nói là điều đó thì khó chấp nhận được trên một cái phương tiện công cộng mà nhất là đối với những người đã trưởng thành thì họ nói như vậy họ không biết anh thụy hay là quý quý vị khi mà mình rơi vào trong tình trạng đó như thế nào ví dụ như mình đi đi chiếc sân xe bus hay là đó, đi trên những cái chiếc yeah. xe nhỏ nhỏ rồi người thì người gọi là viêm cánh rồi đến những cái mùi nó là rất khó chịu. Tôi cũng có gặp trường hợp đó nhưng mà may mắn nó chỉ qua cái giây phút vài phút thôi. Thì một điều đầu tiên chúng tôi làm là mở yeah. <laughs> cái, cái, yeah. cái, cái 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 gió nó thổi ngay lập tức thì nó cũng giảm đi một phần thì cũng may mắn là hết cái chuyện đó rất là thường tình xảy ra và ông ạ trong xe của mình cũng vậy nhưng mà trong xe nó đỡ mà hạ đúng rồi trên xuống máy bay. cái là nó bay đấy. đằng này họ nói là ông này ông làm liên tục luôn tức là cho thả bom napan mà nghĩa là mấy trăm quả một lúc đó thì làm sao chuyện nổi ở trong trường hợp này là đáp khẩn cấp về vấn đề trường hợp y tế họ có thêm được cũng may mắn là ông này ông chịu rời bỏ ha Nhớ nói là người ta thấy là ông 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 ok ông đi ra ông hiểu đó ông chỉ nói là ông vừa xách uh, lấy hành lý đi ra ông vừa nói rằng là không hiểu gì hết có nghĩa là người ta diễn tả cái ông đi cũng, cũng có vẻ cũng, lúc đó cũng yeah, hơi hơi quê quê đó, đó. Yeah. đi theo cái kiểu đó mà ông nói không hiểu gì hết rồi ông đi ra thì chắc là ra ngoài nhưng mà bên bên cái tờ đưa tin á uh, daily mail họ họ nói họ liên lạc với lại american airlines dạ Ông bên đó không có đưa ra lời bình luận gì hết để xem hợp này. đấy là họ mang ra để cho ông ấy là thả hết bom ra ngoài xong rồi đón một chuyến máy bay kế tiếp bay đi thì ông OK cái chuyện đó trong trường hợp này thực sự thì nếu vì lý do nào đó trước khi lên máy bay quý vị ăn phải một cái gì đó như thế thì làm sao mình nhịn được thì cũng cũng khổ ha thì có người nhịn được có người không nhịn được vân vân à, thưa quý vị à, hiện nay đây là cái bản tin chúng tôi không biết làm sao phải hỏi ý kiến của quý vị cũng như Ngọc Lan này nhé À, một à, vị à, dân biểu ở tại California dân chủ vừa đệ trình một dự luật SB 961 yêu cầu các xe hơi, xe bus nói chung tất cả các phương tiện vận tải công cộng hoặc là tư nhân vân miễn là xe chở khách đó phải có một cái thiết bị giới hạn tốc độ trên xa lộ hoặc trong đường phố. Hmm. Nhưng mà không hiểu làm sao làm được cái điều này quý vị hả? Họ nói thí dụ, giới hạn như thế này. Nếu trên xa lộ bạn ghi 55 dặm 1 giờ, thì thường là chúng ta lái xe, ít khi ai mà lái 55 lắm, họ lái 65. Phần lớn chúng ta trên các xa lộ chúng ta thấy lái 70 là rất là bình thường. Trên tới 15, so với 55 trước đây. Có những đoạn xa lộ cho phép lái 65 có nhiều người họ lái 75, thậm chí 80, 90 là chuyện bình thường. Nhất là những cái quãng đường vắng hoặc là bắt đầu bay ra khỏi những cái khu vực mà nó ngoài thành phố lớn rồi. Điển hình thì quý vị đi xa lộ 5 mà đi về San Francisco là thấy có những cái đoạn chúng ta lái, có những người lái 100, 101 luôn nữa. Thì họ nói rằng lý do, lý do cũng có lý là họ nói rằng cái tình trạng mà tai nạn xe cộ đặc biệt là những tài xế mà chạy quá tốc độ đó đã gây tai nạn tử vong nhiều nhất trên khắp nước Mỹ trong vòng hai thập niên qua ở tại California này. Và bây giờ không có cách nào khác để làm giảm cái tốc độ này. Thế thì làm thế nào để gắn các thiết bị này và thậm chí họ còn đưa ra cái thời gian đó là đến năm 2027 thì các hãng xe hơi hoặc là mình không hiểu làm sao và tốn kém như thế nào và làm thế nào để áp dụng được cái trường hợp mà là giữ cho cái tốc độ mà nó không quá 10 dặm. Cái vị này nói đó là gắn cái kỹ thuật và cái thiết bị giảm tốc độ không quá 10 dặm. Có nghĩa là quý vị lái trên xa lộ có bảng ghi 55 thì cái xe của quý vị không thể chạy quá 65. Xe hơi, xe bus, xe vận tải, và bất cứ các loại xe nào di chuyển trên đường phố California. Long Lan nghĩ sao về cái trường hợp này? Làm sao mà nó giới hạn như thế? thì những cái kiểu xe mà sport chạy tốc độ đó thì sẽ giới hạn như thế nào? và liệu rằng cái chuyện này có giúp làm giảm được cái tình trạng? mà những cái tên tài xế lái xe quá tốc độ gây tử vong trên đường phố hay không? Ngọc Lan nghĩ à. rất là khó. Nhưng mà à. như này là người ta đưa ra những cái vị uh, yeah. dân cử dân biểu gì đưa ra để coi coi phải không? Hiện nay chỉ luật thực sự đó đây chỉ yeah. là mới đề đề nghị thôi nhưng thôi. mà cũng trở thành một bản tin bởi vì chính ông thống đốc Gavin Newsom cái vấn đề chính đưa ra sẽ đưa ra cuộc họp biểu quyết sau khi quốc hội thông qua rồi sẽ đưa lên bàn của ông thống đốc để ký là đương nhiên bên phía đảng cộng hòa là họ chống đối cái, cái dự luật này bởi vì nó khá là vô nghĩa gây tốn kém và điều này chắc chắn là gây tốn kém cho người tiêu thụ rồi những cái loại xe cũ bởi vì đây là phần lớn là muốn gắn cái hệ thống này làm sao gắn được ai là người chịu à, tiền để mà gắn california đang thiếu hụt ngân sách nữa đó là những cái vấn đề vô cùng khó khăn nhưng mà đề nghị thì vẫn đề nghị để tìm kiếm một cái biện pháp nào đó làm giảm thiểu số trường hợp tử vong trên xa lộ. Chúng tôi tiếp tục với cả phê sáng ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714985999 và 714657766. Happy 2EG chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Ngọc Lan Hoàng Trầm Thùy trở lại với tất cả quý khán giả trong thời gian qua, quý vị nghe rất nhiều cái trường hợp mà một lần nữa dở khóc dở cười từ những chủ nhân vì lý do nào đó họ có khá giả họ có dư nhà họ để đó nhà trống, thế là những người vô gia cư họ dọn vào và họ làm giả giấy tờ họ ở trong đó luôn cho đến khi mà có nhiều trường hợp ở Houston cũng thế, Ngọc Lan cũng tường trình trong cà phê sáng rồi thì cái trường hợp này um, khó khổ của yeah. chủ nhà khổ ha. Bây giờ một căn biệt thự biệt thự ở vùng Beverly Hills wow. thì bây giờ nó là những người hàng xóm nó bây giờ đang trong tình trạng là dở khóc dở cười là bởi vì ở đây là khu nhà giàu nó là những người mà nổi tiếng họ sống gần 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 đó rất là nhiều à, cái căn biệt thự này á là rộng gần à, 6.000 square feet bốn phòng ngủ 7 phòng tắm nha yeah. à, nhưng mà trong thời gian qua đó à, người ta gọi là đây là những cái kẻ mà nó chiếm đó, ở chỗ này uh -huh. nó vô đó tổ chức tiệc tùng mà tiệc của nó không phải bắt đầu vào buổi tối mà bắt đầu vào thường bắt đầu 2 giờ sáng cái nó mới kéo tới mà cả trăm người như vậy rồi nó bán vé thấy là ở trên mạng nhiều khi nó bán vé bảy đồng có khi đến 300 đồng một đêm thì cứ một đêm như vậy đó nó đến rồi xe đó nó đậu nói chung là những cái con đường ở đây người ta Chủi mệt mỏi quá rồi mệt những à. người mặc dù là biệt thự ở đây là những cái nhà lớn không nhưng mà cái âm thanh nó mở lên rồi. rồi rác rưởi nó quăng ra rồi người ta nói wow. là người ta không thể nào chịu nổi nhưng mà bây giờ cảnh sát cũng không làm được gì hết lý do đó khi mà người ta đi tìm người ta tìm coi chủ nhà này là ai thì mới biết là chủ nhà này á là một ông bác sĩ nhưng mà vào năm cách đây vài năm á thì ông bác sĩ đó đã bị à, bắt bị giống như bị truy nã về cái tội là giết chết người bạn gái của mình cũng như là có gian lận về bảo hiểm y tế. Thì ông này không phải là ông này là sống ở Mỹ nhưng mà ông có một cái quốc gia khác thì ông đã trốn về cái quốc gia đó rồi. Wow. Thành ra cái căn nhà này đứng tên ông nhưng mà bây giờ chủ là không thì lúc đó tòa Mình đó khi nó trả hết rồi cho ngân hàng không Chưa xếp. biết luôn dạ. Rồi à. bên à, bên tòa mới nói rằng căn nhà này cần phải được giống như một cái kiểu là à, phát mãi ra để, để lấy đó. tiền trả lại ừ. cho bên bảo hiểm vân vân. Thì có một người là gọi là agent để đứng ra bán căn nhà này thì căn nhà này được rao bán đàng hoàng. À. Nhưng mà đến khi á ngay cả cái người mà mà đứng ra bán căn nhà đó nói rằng một ngày họ tới tự dưng cái thấy rằng là ủa có nhiều người đã dọn vô rồi họ dọn vô trước rồi ống khóa đồ bị bẻ hết rồi thì khi mà cái người mà đứng ra bán nhà đó họ gọi cảnh sát tới thì cảnh sát tới những người mà từ trong căn nhà đó bước ra họ chìa ra họ nói ô họ có cái giấy hợp đồng thuê nhà à, wow. chúng tôi đã thuê căn nhà này à, với số tiền là 25.000 một năm <laughs> Một oh. <laughs> năm 25 ngàn đã trả hết rồi Cùng với lại 10 ngàn tiền đặt cọc Thì người ta nói rất là vô lý Căn nhà này á, thuê nếu bình thường 25 ngàn một tháng á, Đúng. Tại vì ừ. nó nó rộng tới cả 6 ngàn uh, Mà à. nó là ở cái khu vực này nữa Nhưng mà nói là bây giờ tôi có giấy Thì cái chuyện mà ai đi xác minh được cái giấy đó là giả Nó làm trong thời gian bao nhiêu người quả. Thì nó rất là nhiều Thì đó... giờ cảnh sát nói rằng là Ô oh, oh, họ có giấy rồi chúng tôi đâu làm được gì họ đâu không làm được gì hết. Nhưng mà giờ càng lúc thì ở đây cái tình trạng nó càng trở nên rất là tồi tệ. Ở đây là những cái cảnh mà người ta chụp lại được. Cứ sau một cái cái giống như cái tiệc tùng. Nó quậy nhà, tan ta. banh cái nhà. Từ 2 giờ sáng rồi kéo dài đến 9 giờ. Từ 2 giờ sáng đến 9 giờ à, sáng. 10 giờ sáng ngày hôm <laughs> sau. Rồi có khi á họ nói á họ thấy cả những con chó. Những con chó bú, rồi nó còn đi vòng 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 ở trong thì xóm nữa. Cho nên người ta sợ vô mà. cùng. À, mình Tho mà sống gần những cái căn nhà mình sống gần căn nhà này chắc cũng mệt miễn phí miễn phí mà một lần nữa cảnh sát họ nghĩa là họ tới nhưng mà tới nhiều quá thì cũng đôi khi họ im lặng thì họ nói ô tôi đã giữ được cái im lặng rồi xong rồi ầm lên một cái nữa thì giết rồi cảnh sát mệt mỏi luôn cũng mà cũng không có đuổi người ta được với cái tình trạng ồn ào này nó lại không nằm trong cái khu vực HOA nữa wow À, thưa quý vị, hôm qua trong Thời sự thế giới chúng tôi cũng kể quý vị sơ qua về cái trường hợp tội nghiệp vô cùng. À, gia đình đến giờ phút này đó, họ đau khổ vô cùng. À, con gái của họ, cô Kaylin Gillis, 20 tuổi. Cái trường hợp này ở New York và nó xảy ra cũng vài năm trước đó. À, đến giờ phút này thì uh, cuộc uh, điều tra vẫn còn đang tiếp diễn. Bởi vì có cái tình trạng kháng cáo từ uh, cái người mà gây ra cái án mạng chết cô Gillis này. Người đó là ông Kevin Monahan. Thì bây giờ ông tiếp tục kháng cáo, ông nói rằng tất cả mọi chuyện đó là do cái sự gọi là lỡ lầm của tôi thôi. Thì nếu mà, à, ở, nó xảy ra ở New York, ở ngoại ô New York. Mà nếu mà tòa mà xét tôi nặng quá đó, với cái án tù trung thân hiện nay đó, à, thì nó, nó vô lý. Và vì thế cái thủ tục tố tụng vẫn còn đang tiếp diễn. À, chuyện gì đã xảy ra thì vào một cái ngày mà cô uh, girls cùng với những người bạn trẻ cô năm nay uh, cô lúc mà xảy ra cái tai à, án mạng đó đó là 20 tuổi bên phía luật sư biện hộ thì nói rằng đó là một cái tai nạn đáng tiếc nhưng mà gia đình cô gái nói là rõ ràng là cái kẻ nổ súng là có chủ mưu cô cùng với những cái chiếc xe của người bạn đi tìm vào cái ngày cuối tuần mà đi chơi đi tìm một cái căn nhà ở ngoại ô New York và ở ngoài ô thì nó vắng vẻ lắm thì cả nhóm họ đi lạc mấy chiếc xe đó họ đi lạc vào căn nhà của ông monahan này thì khi vào đi lạc đó một người xuống nhìn cái địa chỉ thì thấy ô tụi bé ơi lộn rồi thế là nhóm này nó quay xe ra vừa quay ra thì lúc đó cả nhóm nghe tiếng súng nổ và trong số tiếng súng đỏ đó, một viên đạn đã bay trúng vào sau xe và bay thẳng vào người cô Gillis. Cô Gillis đó xuôi thêm nữa đó. Bình thường là cô ngồi bên phía trước cùng với người bạn trai. Thì cái chiếc xe hôm đó chở bốn người. Thì hai người đàn ông ngồi phía trước, hai cô gái ngồi phía sau để nói chuyện. Thì cô ngồi phía sau thì cái viên đạn nó bay trúng phía sau, giết chết cô ngay tại chỗ. Thì thưa quý vị, khi mà cảnh sát Lúc mà trúng đạn rồi đó cả đám tá hỏa phía bộ 911 thì cảnh sát tới nơi. Thì thấy bằng chứng là ông Kevin Monahan này có cái cây súng. Ông thuật lại với cảnh sát rằng đó là trước đó có những cái kẻ nó đã đi vào nhà của tôi, nó xâm nhập nhà của tôi. Và tôi nghĩ rằng đây là cái nhóm đã xâm nhập vào nhà tôi trước đây đe dọa đến mạng sống của vợ tôi. Thì ông khai là ông nói rằng Tôi chỉ bắn chỉ thiên. Thế nhưng. Cảnh sát nói rằng nếu mà bắn chỉ thiên không. làm sao mà cái viên đạn nó trúng vào cô gái. Thì ông mới nói láo thêm nữa đó. Là lúc mà ông chạy ra đó. Thì cái chân của ông vấp vào cái ghế. Ừ. Thì ông té xuống. Thì vâng. lúc ông té xuống đó. Bóp, bóp cái cò Thì cái viên đạn đó nó bay trúng vào. Ông không có chủ đích. Ừ. Thế nhưng. Cảnh sát nói rằng không có bằng chứng. Về cái việc ông vấp ngã. Thì rõ ràng đó là ông đã nhắm vào những chiếc xe để để ông bắn. Thì ừ. đó là những cái nguyên nhân chính để phía công tố truy tố ông. Và với cái án là 30 năm hiện nay đã, đang tìm cách để, để mà giảm án đó. Nhưng mà rồi cái à, bên phía gia đình họ cũng buồn lắm. Họ nói bây giờ đó ông vào tù trung thân rồi nhưng mà con gái của họ ai trả lại cái mạng sống cho cô, cô con gái trong cái tuổi đại học mà à, như thế cho nên cái tội một cái bi quá. kịch và à. À, điều này để cho thấy đôi khi có cái sự giận dữ và đời ông này đó đó nó khoảng 60 tuổi cả đời nghĩa là chưa về hưu nữa mà chỉ vì hung hăng nổ súng như thế à, à. nếu mà bắn chỉ thiên không đó, thì nó đỡ hơn rất nhiều trong cái trường hợp này Chúng tôi mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan tới kinh tế bởi vì có tin vui liên quan tới tài chính ngày hôm nay trong thời sự thế giới và tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại Thủy vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam và 7146577866. Happy Easy Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ bảy một và bảy một bốn bốn Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. Ừ. Hoàng Trọng Thuỳ chào lại với tất cả quý khán tác giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong phần tin tức ngày thứ năm hôm nay và thời tiết như thế nào sáng nay đi ra đường đã cái mưa vào ngày hôm qua đó Đúng rồi. nghĩa là bầu trời nghĩa là mây mù khắp thôi có khi nào thấy có có nắng à, trong những ngày tới không? À, ngày mai là chắc chắn có thưa quý vị. Ồ, ngày mai hả? Vâng à, hôm nay đó thì. À họ nói là khoảng đâu sau 10 giờ 11 giờ sáng là hết mưa mưa sáng nay nhỏ lắm quý vị ơi mưa ừ. bụi thôi à, nhưng mà nó cũng âm u cho nên là cái nhiệt độ thì khoảng đâu 64 cho đến 66 độ là cao thôi hôm nay không có gió nhưng mà bắt đầu từ tối nay trở đi đó cái luồng không khí nóng gió nóng nó thổi về cho anh qua ngày mai là nhiệt độ lên một cái rụp 70 khoảng 73, 74 độ. Ừ. Thứ bảy là khoảng 78, 79 lần. Vậy và cái không khí nóng nó kéo dài qua đến thứ ba tuần sau luôn thưa quý vị. Rồi sau đó mới trở về sáu mươi mấy độ. Nếu lý do nào ngày mai không có nắng quý vị liên lạc trực tiếp với Thảo Yên mời Thảo Yên đi ăn trưa. <laughs> thưa quý vị à, kinh tế không ngờ lại tăng giữ đến như thế. Nhưng phần à, kinh tế tăng á mà lạm phát tăng theo đó thì đó là một cái điểm để cho thấy giới đầu tư sẽ rất sợ đằng này báo cáo của bộ lao động hoa kỳ ngày hôm nay thứ năm đưa ra cho thấy và kể cả bộ thương mại nữa quỹ dự trữ liên bang sẽ dựa vào tất cả những cái dữ kiện này để ra quyết định có cắt giảm phân lời giữ phân lời trong tháng ba sắp tới hay không tháng ba tháng cuối năm và như chúng ta đã thấy đó và điều này khi mà quý vị ra ngoài đường thấy người ta đi mua sắm nè ha ăn uống nè và cái số cái, cái cái số người đi mua sắm và sử dụng thẻ tín dụng từ Thanksgiving cho tới hết năm tăng dữ quá và điều đó đã giúp kích thích nền kinh tế Mỹ. Số liệu đưa ra GDP, tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ trong 3 tháng vừa qua tăng 3,3% trong 3 tháng cuối năm, đó, tức là fourth quarter, quý 4, 3 tháng cuối năm, 3,3%. ấy vậy mà lạm phát đó, lại lại giảm, à, không có tăng. Cho nên đó là những cái chỉ số vô cùng tốt để giúp cho thị trường tăng. À, thực ra đó giới đầu tư họ tìm họ đang sẽ còn phân tích thêm các dữ kiện này bởi vì sao họ vẫn lo sợ là không biết các số liệu tăng trưởng mạnh như thế vượt quá dự đoán của các kinh tế gia các kinh tế gia họ nói đúng thì nó, nó mọi thứ người tiêu thụ tăng tốt trong ba tháng cuối năm nhưng mà họ nói không có tăng giữ đến độ 3,3% đâu. Họ tiên đoán tăng chừng 3%, 3.1% là nhiều lắm. Thế nhưng con số này tăng lên như vậy đó thì cũng khiến cho giới đầu tư lo ngại là nếu mà nó tăng mạnh quá đó thì sẽ kéo theo cái tình trạng lạm phát. Quỹ dự trữ liên bang không muốn kinh tế tăng quá mạnh. Đấy khổ như vậy tôi thấy à, bởi vì chúng ta đâu có rơi vào suy thoái đâu và nếu mà tăng mạnh quá đó thì cái vấn đề lạm phát sẽ khó mà kiềm chế được một cách lâu dài cả năm vừa qua 2023 là cố gắng kiềm chế lạm phát từ 22 tới 23 là à, tăng lãi suất 5-6 lần liên tục luôn có lúc tăng nửa chấm rồi sau này mới tăng chấm 25 thì à, liệu rằng các số liệu này sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến quyết định có tăng lãi suất, giữ lãi suất hay hạ giảm lãi suất vào tháng 3 sắp tới. Dow Jones lên 48 điểm, Nasdaq lên hơn 64 điểm, S&P 500 lên trên 15 điểm thưa quý vị. Trong cái đó phân lời 10 năm là 4,128. Thì quý vị thấy không? Những cái số liệu này đó, nó đi không khiến cho giới đầu tư họ rất là phân vân kinh tế tăng là tốt nhưng mà phân lời cũng tăng theo luôn có lúc thì xuống dưới 4 bây giờ là 4128 à, dầu thì lại lên nữa một đồng 14 sen trong ngày hôm nay là 76 đồng 23 sen cái việc mà dầu cứ tăng nhích 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 lên như thế đó lại à, tạo áp lực lên lạm phát vì liên quan đến vấn đề chuyên trở các uh, siêu thị các nhà bán lẻ họ rất quan tâm về cái tình trạng mà trả thêm tiền cho vận tải xăng cổ vân vân à, vàng lên được 4 .2 đồng 2 hơn ngày hôm qua hôm nay là vàng là 2020 .20 đồng 20 cent một cho và thưa quý vị vào ngày hôm qua đó Boeing đã nhận được hai cái tin liên tục một tin tốt và một tin xấu tin tốt đầu tiên đó là cơ quan FAA cho biết là 171 chiếc 737-9 Max của Boeing là thuộc về hai cái hãng hàng không United Airlines với lại Alaska Airlines đang bị giống như là cấm bay sau cái vụ mà chiếc Alaska bị bung cái cửa họ ngày 5 tháng giêng đó thì sau 3 tuần bị cấm để thanh tra thì bây giờ sớm nhất thứ sáu này những chiếc máy bay của Alaska có thể bay trở lại để mà à, chở hành khách. Tuy nhiên, FAA cho biết họ đã từ chối cái à, yêu cầu của Boeing là được mở rộng à, cái dây chuyền sản xuất những cái dòng à, 737 Max à, đó là bao gồm à, Max 8, Max 9 rồi Max 7 với lại Max 10 nữa thưa quý vị. Thì à, ngoài cái chuyện là được phép cho bay trở lại nhưng mà hiện nay Boeing đang đứng trước một cái lời à, tố cáo mà tờ New York Times với lại Seattle Times thưa quý vị, họ dẫn nguồn tin từ một người là whistleblower, người này nhận là uh, giống như là nhân viên ở cái dây chuyền sản xuất dòng 737 Max này mà nói rõ luôn là cái uh, cái plan ở tại uh, uh, thành phố Renton từ bang Washington thưa quý vị. Người này nói là cái chiếc uh, máy bay của Alaska Airlines mà bị bung cái cửa đó, thực chất cái door plug đã được tháo ra bởi cái công ty Spirit Aerosystems là cái công ty mà sản xuất cái phần thân cho à, dòng 737 MAX 9 của Boeing à, vì cái công ty Spirit Aerosystems này họ cần phải thực hiện những cái sửa chữa đối với những cái cục đinh tán thì sau khi cái công ty này thực hiện cái chuyện sửa chữa những cái cục đinh tán đó rivets thì Boeing mới là công ty mà phải chịu trách nhiệm reinstall là gắn lại cái phần cửa thưa quý vị. À, thế nhưng bây giờ cái người whistleblower này nói là Boeing đã không hề gắn siết chặt lại những cái door plug này cho nên mới gây ra cái vụ mà bung cái cái cửa của Alaska Airlines. Thì à, bây giờ à, trước lại, giống như phần tường trình của hai cái tờ báo này đó thì cơ quan FAA họ lại không đã động gì đến cái lời tố cáo này uh, sau khi mà đưa ra quyết định cho 171 chiếc uh, Max 9 này được uh, bay trở lại thì nhưng mà với cái chuyện mà FAA không cho Boeing uh, mở rộng dây chuyền sản xuất đó là một cái thế khó cho Boeing. Tại vì kể từ năm 2018, 2019 bị rớt hai cái dòng Max xin thưa quý vị, thì họ đã bị ứ động những cái bát lót không có giao hàng được cho khách hàng. Bây giờ bị chậm trễ phải trả tiền đền bù vân vân, mà bây giờ không được à, tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất. Thì chính vì sau khi mà quyết định không cho như vậy, à, ngày sáng ngày hôm nay cổ phiếu của Boeing bị rớt 4% thưa quý vị. Chúng tôi tiếp tục với thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo mời quý vị theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877789. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay lời qua tiếng lại giữa nga và ukraine đây là một thảm kịch đặc biệt là cho những thân nhân của những tù binh ukraine trên kế hoạch được trao trả và trao đổi tù binh với nga ngày hôm qua thì các bản tin quốc tế đều ghi nhận nhất là từ phía nga một chiếc vận tải cơ của nga chiếc yushin 76 đang trên đường bay và bên phía Bộ Quốc phòng Quân đội Nga báo cáo là trên chiếc máy bay Yushin này đó có 64 tù binh Ukraine cùng với 10 nhân viên phi hành, tổng cộng là 74 người bao gồm phi công trưởng và phi công phó của Nga. Máy bay bay đang bay tới vùng Begorod tức là giáp biên giới giữa Nga và Ukraine đó thì rớt nhân chứng tại chỗ họ nghe được một tiếng động khổng lồ và như hình ảnh có người chụp được sau khi nghe tiếng động đó thì cả một cái cột lửa nó bốc lên. Và ngày hôm nay thì cái khu vực tới hiện trường của máy bay rơi lại bị cảnh sát rồi lực lượng quân nhân của Nga ngăn cản không cho phóng viên tới gần. Phía nga nói rằng họ đang mở tiếp tục cuộc điều tra và ngay lập tức bên Bộ Quốc phòng nga nói là chiếc máy bay này đã bị Ukraine bắn hạ. Bản tin ngày hôm qua đó thì phía Ukraine im lặng. À, bên phía Ukraine phát ngôn viên của tổng thống Zelensky chỉ nói là chúng tôi chưa có đầy đủ các thông tin chưa thể thông báo vào lúc này nhưng mà đến chiều hôm qua thì bên phía tổng thống Zelensky hàm ý nói rằng quân đội Ukraine đã bắn ông không nói lỡ bắn nhưng mà sau đó họ hướng cái trách nhiệm tới liên quan tới cái chuyến bay này cái khó khăn ở đây đó là liệu rằng thực sự có kế hoạch để trao đổi tù binh hay không? Thì dường như bên phía Ukraine lập lững trong cái câu hỏi đó, họ không có xác định là liệu rằng thực sự vào ngày hôm qua là đã có kế hoạch lên rồi và chiếc máy bay Yushin này sẽ đáp xuống phi trường giữa hai cái khu vực là phi quân sự đó để hai bên. Bên phía Ukraine rất là bình thường bởi vì họ mới đây vào cuối tháng vừa rồi, họ đã thực hiện một cuộc trao đổi tù binh. Quân đội Ukraine đưa những binh sĩ Nga bị bắt giữ trong lúc tấn công giữa hai bên đó và bên phía Nga cũng thế nữa, 64 người phần lớn là trao đổi tương tự như nhau. Bây giờ thì bên phía tổng thống Zelensky dường như đã xác định là cái vụ bắn hạ này là do phía Ukraine thực hiện nhưng có thể bên phía Ukraine bây giờ thực sự họ đang tìm cái cách để mà khống chế đáp lại cái vụ mà bắn lầm mà gây thiệt mạng cho cả 64 họ phải trả lời với các thân nhân tội nghiệp vô cùng bởi vì nếu có một cái cuộc trao đổi tù binh thực sự đó mà lên kế hoạch rồi đó và chắc chắn là danh sách của tù binh hai bên là được cả Nga và Ukraine trao đổi cho nhau thân nhân cũng được báo để đúng ngày hôm qua sẽ ra cái khu phi trường đó để đón những người thân, những người binh sĩ của họ bị Nga bắt giữ. Thì ngay lập tức không không thấy giấy báo gì hết. À, những thân nhân Ukraine ngày hôm nay họ vậy đang chờ đợi họ ngong, trong ngóng tin tức xem coi thực sự là có 64 binh sĩ ở trên đó hay không phía Ukraine vào sáng ngày hôm nay họ nói rằng họ không có đầy đủ các thông tin và họ nghĩ rằng đây chỉ là cái tin tức hai bên lời qua tiếng lại thôi. Phía Nga nói rằng chúng tôi đã đồng ý trao đổi tù binh. Máy, máy bay vừa sắp tới địa điểm đáp xuống thì bị bắn hạ. Đó là lỗi của Ukraine. Và thậm chí đó, Putin cũng tuyên bố là sẽ trả đũa về cái vụ mà gây thiệt mạng cho 10 nhân viên phi hành của chiếc ukraine 76 này phía ukraine thì lại nói rằng ô dường như là nga lừa đảo đưa ra những cái thông tin trái chiều với mục tiêu là để cho ukraine bắn hạ chiếc máy bay này và làm một cái gương xấu trước à, tin tức thế giới phía ukraine cáo buộc nga đã đưa thông tin sai lệch có thể có thể thôi đây đây là những cái vấn đề mà chúng ta khó lòng mà kiểm chứng một cách độc lập được có thể là phía nga đồng ý và ukraine cũng đồng ý trao đổi nhưng mà không phải chiếc máy bay ukraine bảy mươi đây có thể là một chiếc máy bay khác thì đột nhiên vào cái thời điểm trao đổi tù binh nga lại đưa lên máy bay rồi đồng thời đó à, cái thời điểm mà đưa máy bay này đó lại không đúng với cái thời điểm của ukraine khiến cho ukraine tưởng lầm đây là chiếc máy bay bởi vì chỉ có nhìn trên màn hình radar thôi, đây là chiếc chiến đấu cơ thay vì vận tải cơ chuyên chở tù binh. Thì bây giờ hai bên đang lời qua tiếng lại mà nhóm điều tra độc lập quốc tế thì lại không có mặt ở hiện trường cho nên chưa biết được cái vụ mà bắn rơi máy bay này có thực sự là 64 tù binh của Ukraine thiệt mạng hay không và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, à, gia đình của một à, nữ vũ công ba lê chuyên nghiệp ở à, New York bây giờ đang thuê luật sư để mà kiện thứ nhất là một cái chợ, thứ hai là một cái công ty sản xuất bánh khi mà bây giờ cả hai cái cái cái, cái nơi này đó không nhận trách nhiệm là đã gián tiếp gây ra cái chết cho cô à, nữ vũ công ba lê này. Thì đây là cô Orla Baxendale 28 tuổi thưa quý vị Vào ngày 11 tới tháng Giêng đó Cô đi đến Connecticut để mà có một cái buổi trình diễn Thì sau khi mà buổi trình diễn kết thúc đó Thì tất cả mọi người ở trong cái đoàn của cô Họ mới lấy ra những cái hộp bánh cookies để mà chia nhau ăn Thì cô lấy một cái bánh từ cái hộp này À, cô này đó cổ bị dị ứng nặng với lại đậu phòng cho nên là trước khi mà ăn đó thì cô đã nhìn rất là kỹ thì như quý vị thấy đây bây giờ tại vì họ đã cung cấp uh, cái này cho uh, phía cảnh sát để mà điều tra thì luật sư đưa uh, theo luật lệ của hoa kỳ bây giờ tất cả những đồ ăn bán đó là phải ghi rõ cái thành phần để cho những người mà họ bị dị ứng họ biết họ không mua thôi quý vị thì rõ ràng trên cái hộp này đó uh, ghi là chỉ có um, xôi là đậu phụ, quýt uh, và uh, milk mà thôi, không hề ghi là có peanuts thưa quý vị, cho nên cô gái này cô ăn, thì sau khi mà ăn được nửa cái đó, thì bây giờ các nhân chứng kể là cô bị uh, giống như là bị chấn động, sau đó bị co giật, uh, họ gọi uh, xe cấp cứu liền đưa vào trong bệnh viện, nhưng mà không có cứu kịp thưa quý vị, thì uh, um, bây giờ cái gia đình của cô đó ngay lập tức đã thuê luật sư và họ điều tra thì đầu tiên nhóm bạn của cô này đó họ mua cái bánh này ở tại cái chợ gọi là Stu Leonard's à, và cái hộp bánh này đã thì được sản xuất bởi công ty bánh gọi là Cookies United và công ty này đó chỉ bán cái loại bánh duy nhất đó cho cái chợ Stu Leonard's này ở Connecticut mà thôi à, những tiểu bang khác thành phố khác lân cận không hề có à, tuy nhiên bây giờ đó thì ngay lập tức cái ông chủ chợ vì cái câu chuyện cái chết của cô gái này đó, ổng ngay lập tức ổng đăng một cái đoạn video lên cái website của cái chợ, ông nói là cái gì xin lỗi à ông nói là uh, uh, cái gì? Uh, <laughs> khi mà cái công ty này giao đến đó họ đưa cái bản thành phần như thế nào thì chủ thì cái chợ này đã in ra và dán vào y chang như vậy cho nên đây hoàn toàn là lỗi của cái công ty cookies united à, thế nhưng công cái công ty này đó thì họ nói là từ kể từ đầu tháng 11 những cái lố bánh này đã bán cho cái chợ này đúng ra đó là ngày 6 tháng 11 đến 31 tháng 12 À, họ đã đổi thành phần họ có bỏ vào những cái viên peanuts và họ có ghi rõ ràng thì cái 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 công ty sản xuất bánh họ nói lúc họ giao nó không phải như vậy nhưng mà khi giao thì chợ họ muốn thay đổi label là giống như hàng độc quyền cho nên là họ mới mới dán lại cái cái này như thế này nhưng mà công ty này nói từ trước đến giờ họ làm ăn rất lâu với cái chợ này rồi thì tất cả các thành phần họ đều ghi rất rõ và cái loại bánh này đó họ đổi cho nên họ cũng có ghi thì bây giờ gia đình của cô gái này đó à, đã nộp đơn kiện à, hai cái cái chợ này và cái công ty sản xuất bánh và họ chỉ trích là đã gây ra chết người mà bây giờ cả hai bên đều tố lỗi cho nhau thì phía công tố viên của New York cho biết họ đã chính thức thụ lý cái đơn, cái đơn kiện này và sẽ điều tra xem là lỗi của chợ hay là cái công ty sản xuất bánh. Chúng tôi tiếp tục với thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Gọi ngay Mango Tour 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia giòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. Trở lại với các bản tin đáng chú ý, thưa quý vị, ngày hôm nay Fox Corporation Nó bao gồm luôn Fox News, tất cả cái gì mà dính với cái với Fox đó, thưa quý vị, kể cả cái mạng mà làm phim nữa Thì Fox ngày hôm nay quan tòa ở New York đã đồng ý với Smartmatic Là một công ty rất là nhỏ, tôi nghĩ chừng chục người, toàn là những người software engineer viết thảo trình và phải phối hợp với Dominion Voting Machine. Hai bên Dominion thắng vụ kiện Fox bồi thường 788 triệu. Xong rồi, cái vụ đó đã xong thì Fox bồi thường. Nhưng mà sau khi thắng rồi thì cùng một thời điểm mà Dominion Voting Machine công ty Dominion kiện Fox mặt thì Smartmatic lại là một công ty riêng chuyên cung cấp nhu liệu. Một bên là hardware, một bên là software. Thì hardware chiến thắng, thì quý vị nghĩ sao về software? Anh Smartmatic cũng kiện. Mà cái số tiền kiện đó, quý vị, nó trên 2 tỷ đô la <laughs> nhắm vào Fox. À, Dominion trước đây cũng kiện lên tới cả tỷ Mỹ Kim mà cuối cùng Shadow giải quyết là bồi thường 788 triệu. Trong thời gian qua, Smartmatic đã cung cấp cho tòa ở New York trong cái vụ kiện dân sự này. Cung cấp sự kiện và chứng minh được là từ ông Tổng Giám đốc Rupert Murdoch cho tới con của ông, rồi cả cái bộ sậu của Fox News, là đã đề cập đến Smart Madrid trong những cái hồ sơ mà khi ông Trump nói rằng cuộc bầu cử này có gian lận. Dominion voting machine là có sai sót, đã tìm cách sửa đổi để những phiếu bầu lẽ ra là để tên ông Trump lại chuyển thành bỏ cho ông Biden. Mà trong đó luôn cả họ nói rằng bởi vì <laughs> Rudolph Giuliani đưa những cái tin tức này rồi gửi đến cho Fox News. Fox News là liên tục trong cái cuộc bầu cử 2020 đó là bảo vệ ông Trump tới cùng. Trong đó kể cả các sướng ngôn viên gạo cội và cuối cùng đó là bị đẩy ra bởi vì tiếp tục bảo vệ và vẫn nói rằng là cái cuộc bầu cử đó có gian lận. Thế thì Smartmatic cung cấp, họ nói đấy, bằng chứng, uh, ghi âm nè, à, nói chuyện với nhau nè, trên đài. Cho nên khi mà lên đài những cái sướng công viên của Fox News lúc mà bàn luận với nhau thì họ nói, Ồ oh, đúng, uh, Dominion Voting Machine, Smartmatic là trong cái việc thảo trình đó, họ đã sửa đổi, viết cái nhu liệu đó làm thế nào để một 000 phiếu thí dụ của ông Trump, là có thể khi bỏ vào tự, tự động nó biến thành của ông Trump uh, của ông Biden, đó là lý do tại sao mà kết quả lúc đầu thì ông Trump thắng nhưng mà sau khi kết quả kiểm phiếu ông Trump thua. Thì Smartmatic nói Đấy đó, quý vị thấy không? Bằng chứng là kết quả kiểm phiếu kể cả Đảng Cộng hòa và Đảng dân chủ đã chứng nhận kết quả bầu cử và không hề có bất cứ một cái sai sót nào từ Smartmatic và cũng như Dominion Machine. Bằng chứng đã rõ ràng và đây là cái bằng chứng chứng nhận của đảng Cộng Hòa chứ không phải là của chúng tôi đưa ra nữa. Bởi vì chúng tôi độc lập và có những cái thành phần kiểm tra độc lập họ làm. Thì ông quan tòa sau khi đã nhìn thấy ồ oh, oh, đúng là bên Phóc này và bên Phóc đã từng chịu trách nhiệm cho cái vụ mà kiện cáo của Dominion Voting Machine thì bây giờ bên phía Smartmatic 2 tỷ 700 triệu thì bên phía Fox News họ nói họ họ, oh, họ nói họ không có dính dáng gì tới cái vụ này sẽ chống kháng án à, theo dự trù đó phiên tòa có thể khởi động nếu không có giải quyết ngoài tòa bắt đầu năm 2025 vào sang năm bởi vì bên phía à, luật sư bên phía tòa cho phép bên Fox được quyền trong thời gian discovery à, thời gian discovery có nghĩa là họ yêu cầu bên phía Medic cung cấp thêm các dữ kiện liên quan tới những bằng chứng mà họ đọc lên tòa thì đó là cái thời gian discovery mất cũng cả năm trời nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn Fox đều phải thương lượng bởi vì nếu không thương lượng đó bởi vì họ đã thua với ví dụ, Dominion Voting rồi yeah. thì thương lượng vấn đề bây giờ là từ một cái công ty bé xíu à có mấy triệu bạc à, bây giờ hưởng có thể lên tới mấy trăm triệu đô la vì cái vụ gian lận này. Và thưa quý vị, US Marshals cùng với cảnh sát ở tại Pennsylvania đang truy lùng một thiếu niên 17 tuổi đã đào tẩu trong lúc mà được chở từ um, giống như là nơi giam giữ thanh thiếu niên phạm tội đi vào trong bệnh viện đó thì cậu này đã trốn thoát được. Thì đây là hình ảnh của Shane Pryor, 17 tuổi thưa quý vị. À, bây giờ phía US Marshals cho biết là cậu này đó vốn đang bị giam ở nhà giam của thanh thiếu niên từ năm 2020 rồi. Lúc đó mới có 15 tuổi thôi. Bởi vì mới 15 tuổi mà đi ăn cướp bắn vào đầu của nạn nhân khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ thì từ lúc đó đang bị giam đang chờ ra tòa vì bị truy tố cái tội giết người thế nhưng vào ngày hôm qua đó thì cậu này không biết tại sao bị thương ở tay cho nên là được phía cảnh sát đó họ chở đến cái bệnh viện nhi ở philadelphia thì khi mà bây giờ hình ảnh từ ngay trước cửa bệnh viện cho thấy là không hiểu tại sao đáng lý ra đó là phải bị còng tay và còng chân à nhưng mà cậu này từ lúc bước ra khỏi cái xe của cảnh sát là đã không có còng gì hết rồi thì bây giờ phía cảnh sát sao nếu mà sau khi bắt được đó họ cũng phải mở một cuộc điều tra nội bộ xem là vốn các người cảnh sát họ lơ là nghĩ là nó không dám chạy cho nên không còng hay là trong lúc ngồi trong xe nó đã tháo được cái còng thì bây giờ không biết À, chính vì vừa bước xuống xe không có còng như vậy đó, lợi dụng là ở đó đang nhốn nháo, cậu ta vùng chạy một cái liền à, cho nên là hai cái người cảnh sát áp tải đó rượt theo không có kịp à, cho nên đã đào tẩu mất. Bây giờ phía US Marshal sau khi nhận được tin tức thì họ lập tức thu thập những cái video camera của khu vực bệnh viện và các khu vực xung quanh thì họ thấy được. Thứ nhất là cậu này đó đã, đã nhanh chóng quăng bỏ cái áo đang mặc ở trên người để giống như không có nhận ra và đã chôm được một cái chiếc xe pick truck F-150 của một người đang giống như họ đậu mà họ để quên chìa khóa trong đó Thì bây giờ cậu này đang lái cái chiếc xe này đi vòng vòng ở ngoài đường cho nên là US Marshals đưa ra cái hình ảnh này để cho ai ở cái khu vực này đã thấy thì báo và đặc biệt US Marshals cũng đã đi đến nhà của trước đây cậu ta sống là mẹ với lại người thân để mà xem xem là cậu ta có quay trở về hay không nhưng mà vẫn chưa có bắt được và chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714985999 và 714657766 Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da dòng com Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. ngày hôm qua đảng cộng hòa ở arizona lại gặp một cái gọi là sự cố <laughs> thưa quý vị theo tiếng trong nước nó tới sự cố một biến cố khiến cho tai tiếng nữa à, trong những tuần lễ trước chúng tôi đề cập đến người chủ tịch của đảng cộng hòa ở florida phải từ chức liên quan đến vụ mà mối tình tây ba thì bây giờ đến phiên arizona nhưng mà cũng tội chúng tôi đọc qua bản tin thì thấy thực sự là cũng tội ông này. Ông là chủ tịch Đảng Cộng hòa ở Arizona từ chức vì tội hối lộ chính trị. Nghe cái chữ hối lộ thì mình thấy ồ cái vụ này nặng quá biết hối lộ về quyền thế để mà hối lộ để mà chắc lấy tiền vô cho mình. Không phải. Thưa quý vị, liên quan tới một người phụ nữ cao số người phụ nữ có những người phụ nữ khi mà đụng tới là ông nào ông đụng vô ông chết thì ông này đụng với bà này thì đúng là quyền lực chính trị bay luôn chuyện gì xảy ra Carrie Lake người ủng hộ ông Trump hết mình và đã từng ủng hộ ông Trump để tuyên bố cuộc bầu cử giữa ông với tổng thống Biden là có gian lận đến phiên bà trong cuộc bầu cử cũng vào thời điểm 2022 khi ra tranh chức thống đốc của tiểu bang Arizona thì liên tục trong thời gian đó bà tuyên bố bà thua cuộc cử tri chán ngán với bà Kerry Lake của đảng cộng hòa và cái khuyên hướng của Arizona thì thực sự nó cũng nghiêng ngã, có khi thì bởi vì đó là tiểu bang nhà của uh, thượng nghị thị, thượng nghị sĩ thưa quý vị À, cho nên um, bà là người đảng cộng hòa bà nghĩ rằng bà sẽ chiến thắng nhưng bà thua thì khi bà thua đó thì bà cáo buộc là cuộc bầu cử gian lận tương tự như bà ủng hộ cái quan điểm của ông Trump thế mà cử tri thì họ không tin vào điều đó cho nên mà họ bầu cho một vị dân chủ làm thống đốc thì sau đó thấy bên phía đảng cộng hòa thấy bà quậy quá bây giờ bà đòi ra tranh cử ghế thượng nghị sĩ của năm nay À, năm nay thì ở Arizona sẽ lại bầu cái ghế thượng nghị sĩ và hiện nay đó họ đang có khuyên hướng ủng hộ cho một cái ghế của đảng dân chủ. Thế nhưng đảng cộng hòa thì lại không muốn bà bị đảng cộng hòa nói rằng đó bà mà ra lần nữa đó là thua. Đảng cộng hòa không muốn điều đó và vai trò của người chủ tịch đó lại phải hướng dẫn như thế nào mà bà thấy rằng cái nguy cơ bà này tiếp tục đòi ra tranh cử. Thế thì thưa quý vị vào tháng 3 của năm ngoái ông này ông mới nói với bà và qua điện thoại bà ghi hết những cái câu chuyện gì đó bạn ghi hết bà nói ông nói rằng bà ơi Đảng Cộng hòa chúng tôi sẽ dành cho bà một công việc béo mở kiếm tiền nhiều lắm để đổi lấy đó bà đừng ra tranh cử chính trị nữa rời rời chính trường trong vòng 2 năm thôi thì nguyên cái đó bây giờ bà công bố thì khi mà công bố ngày hôm qua thì ông Dewitt này ông cũng mắc cỡ bởi vì nó cũng tai tiếng mặc dù hối mặc dù cái chữ hối lộ này là hối lộ chính trị nhưng mà cái chuyện hối lộ cho dù chính trị hay là tiền bạc tiền của gì đó cũng gây tai tiếng thì cuối cùng nói tôi tôi từ chức để cho người khác lên thay thế à, ông ủng hộ vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump là người đã từng được ông Trump bổ nhiệm thì bây giờ Kerry Leck họ sợ rằng khi mà ra tranh cử lại một lần nữa thua bên phía Đảng dân chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Và quay trở lại những bản tin địa phương thì thưa quý vị, công tố viên ở tại Las Vegas đã chính thức truy tố một người phụ nữ vì tháng trước đã bắn hai vợ chồng ông mục sư ngay trước mặt hai đứa con nhỏ của ông mục sư này. Thì đây là gia đình của ông mục sư Nick TV thưa quý vị theo hồ sơ truy tố của công tố viên đó vào tháng trước ông Nick Davy bị hàng xóm bắn thì cái lý do là tại vì ông Davy ông ở trong một cái khu townhouse um, cho nên là uh, mấy tháng trước cái chuyện này đó là ông đã giống như là khiếu nại với association về cái người hàng xóm là bà Joe Junio này thưa quý vị à, về cái lý do là bà tại vì bà ở ngay sát kế bên mà hình như bà nuôi chó nuôi gà gì đó rất là nhiều bà dọn dẹp cho nên là cái mùi hôi thối nó bay rồi dơ giấy là như vậy thì à, cái cái ngày xảy ra chuyện đó bây giờ phía công tố à, cho biết là tại vì có sự chứng kiến của hai đứa nhỏ là Uh, gia đình uh, ông uh, Nick Davy chuẩn bị lái xe khỏi driveway buổi chiều đó chắc họ tính đi đâu đó thì uh, và cái cái chuyện này đó được cô con gái 15 tuổi bởi vì cô bé đang xài cái phone đó cho nên là uh, đã quay được toàn bộ cái cảnh này uh, bà Châu uh, Junior này bả lái cái xe đậu cái cạch ngay kế bên và bả bước xuống bả chửi lộn với uh, hai vợ chồng ông mục sư thì hai vợ chồng mới giống như là bước ra khỏi xe cũng giống như nói qua nói lại thì đang nói như vậy là cô ả rút súng ra bắn vào người của ông Nick đi về liền ngay lập tức và không tha cho cô vợ quay sang bắn luôn uh, bà vợ của ông mục sư mà trong khi đó hai đứa nhỏ 15 tuổi với lại 8 tuổi ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ rồi sau đó leo lên xe bỏ chạy đi mất uh, thì hai ông bà uh, hai vợ chồng được đưa vào trong bệnh viện thế nhưng ông chồng thì không có qua khỏi bị chết còn bà vợ thì cũng bị thương ở bụng thì bây giờ cái bà hàng xóm này bị phía công tố viên truy tố hai tội giết người mà còn thêm những cái tội là có những cái hành vi gây nguy hại cho con nít dưới 16 tuổi Tình hình thế giới hiện nay, thưa quý vị, bên phía Trung Quốc tiếp tục phải đương đầu với vấn đề kinh tế. Trong các báo cáo vừa qua hiện nay, đó, cái bên phía chính quyền Joe Biden vẫn tiếp tục giữ cái chính sách đối đầu về mậu dịch. Và cái tình hình đối đầu này, cộng thêm tin tức và mới đây ngày hôm qua ông tổng thống Đức Steinmeier đã đến thăm Việt Nam và trước đó tuyên bố đầu tư thêm 3 tỷ Mỹ kim vào Việt Nam. Ông Tổng thống Steinmeier của Đức đến cùng với phái đoàn kinh tế của Đức nữa đến Việt Nam. Lý do là đi theo cái chính sách để đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là cái tình trạng mà lệ thuộc vào cái hàng sản xuất của Trung Quốc quá nhiều. Nếu xảy ra tình trạng đại dịch hay một biến động nào đó Thì châu Âu và kể cả Hoa Kỳ nữa Đối với cái chuỗi cung ứng sẽ gặp nhiều khó khăn Thì đó là tình hình hiện nay à, Mời quý vị theo dõi thêm bản tin tức nổi bật chiều nay Chúng tôi đề cập đến cái tiến trình của nền kinh tế Mỹ, thế giới Diễn biến ra sao trong năm nay Dẫn đến cuộc bầu cử vào tháng 11 này Mời quý vị cùng theo dõi Vào trong trang nhà lưu sài gòn tv.com Và nếu vào youtube mong quý vị nhấn một nút like nếu chưa subscribe thì subscribe quý vị nhé kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai